À, thế em bây giờ em giáp giáp chay một khúc nha. Là có chuẩn bị chưa? Giáp trong đầu mà anh, giáp trong đầu mà anh. Giáp trong đầu ơi. Nhưng mà bây giờ nếu mà đã ráp trong đầu rồi thì mình ráp về thần tượng của mình ngày hôm nay đi, để mình tặng cho thần tượng của mình. À, cái này khó. Không, thế vậy bây giờ em cover một ca khúc thôi. Rồi rồi rồi. Okay. Em hát bài Người Âm Phủ ạ. Em hát bài Người Âm Phủ ạ. Hải Hot on the mic. Yeah. Yeah. 3 giờ em còn chưa ngủ, từ từ về lọc biết bao nhiêu là cho đủ, chẳng phải người âm phủ ngày ngủ đêm bay, nhưng mà giống lúc nào em cũng như thằng trên mây. Ây, hey. Tóc lộc là suối, mắt lộc là hồ, hey. Lộc là lắng để cho lòng này ngẩn ngơ, chẳng phải là tuấn tú, chẳng phải là tuấn tú, chẳng phải là tuấn tú, anh cũng biết làm thơ vì giờ trong đầu anh còn thương với nhớ. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi là trời. Em xin giới thiệu, em tên là Phạm Duy Hải, nghệ danh của em là Hải Vót, em đến từ Thái Bình. Em thì có làm diễn viên, rồi là quay mấy cái clip hài trên mạng, rồi là livestream dạo kiếm tiền. Những người mà Hải hâm mộ và yêu thích đó là ai? Thì đầu tiên là anh Trần Anh Huy. Trần Anh Huy. Thứ hai là anh Sơn Tùng MTV. Sơn Tùng MTV gần nhà. Gần nhà, em lên nhà anh suốt, Rồi. Dạ, anh Sơn Tùng này, xong là anh Trấn Thành. Rồi là chú Trường Giang. Với lại anh diễn viên Quốc Khánh. Diễn viên Quốc Khánh. Là anh Võ Văn Khoa. Toàn anh, nam không? Sơn Nghị. Chưa thấy nữ? Dạ có, nữ có nhiều lắm. Nữ thì em thích chị Chibu. Chibu. Chị Châu Bùi. Châu Bùi. Chị Lê Lộc. Lê Lộc. Anh diễn viên Quốc Khánh. Diễn viên Quốc Khánh. Là anh Võ Văn Khoa. Toàn anh, nam không? Sơn Nghị. Chưa thấy nữ? Dạ có, nữ có nhiều lắm. Nữ thì em thích chị Chibu. Chibu. Chị Châu Bùi. Châu Bùi. Chị Lê Lộc. Lê Lộc. Vừa mới nhắc là xuất hiện liền. Thế em bây giờ em giáp giáp chay một khúc nha. Là có chuẩn bị chưa? Giáp trong đầu mà anh, giáp trong đầu mà anh. Giáp trong đầu ơi. Nhưng mà bây giờ nếu mà đã ráp trong đầu rồi thì mình ráp về thần tượng của mình ngày hôm nay đi, để mình tặng cho thần tượng của mình. À, cái này khó. Không, thế vậy bây giờ em cover một ca khúc thôi. Rồi rồi rồi. Okay. Em hát bài Người Âm Phủ ạ. Em hát bài Người Âm Phủ ạ. Hải Hot on the mic. Yeah. Yeah. 3 giờ em còn chưa ngủ, từ từ về lọc biết bao nhiêu là cho đủ, chẳng phải người âm phủ ngày ngủ đêm bay, nhưng mà giống lúc nào em cũng như thằng trên mây. Ây, hey. Tóc lộc là suối, mắt lộc là hồ, hey. Lộc là lắng để cho lòng này ngẩn ngơ, chẳng phải là tuấn tú, chẳng phải là tuấn tú, chẳng phải là tuấn tú, anh cũng biết làm thơ vì giờ trong đầu anh còn thương với nhớ. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi là trời. Ủa gì vậy? Đâu, thì em ngưỡng mộ tình bạn của anh chị. Em theo dõi chị Lộc mà. À. Từ lúc em mới vào nghề em hâm mộ, ngưỡng mộ chị Lộc. Em nói là em mê chị Lê Lộc lắm. Em có thể kể là cái khoảng thời gian mà lý do vì sao em lại mê chị Lê Lộc như vậy? Đó là em có theo dõi hiểu quá trình chị Lộc tham gia những hoạt động của sân khấu, với lại những cái chương trình chị Lộc tham gia, đặc biệt là chương trình về tình yêu. Em không ngại nhắc tên nhưng đợt đấy em cũng muốn xin tham gia lắm nhưng mà không được. Xong có anh Tuấn Dũng tham gia, có cái nét buồn nha mọi người, nhưng mà không được. Không, một cái người bạn này á là có thể bạn giúp trai. không người bạn này á có khi làm đẹp mặt mình, có khi làm xấu mặt mình, và bạn này đã có lần làm như vậy với chị. Cho em một cái, thêm một gợi ý nữa nè. Dạ. Nằm ở vùng đầu. Rồi, hết câu chuyện chưa? Hết rồi ạ. Hết câu chuyện rồi, và bây giờ Hải sẽ có 5 giây để đưa ra đáp án của mình. 5 Cái son phải không ạ? 3 À, chưa phải ạ. 2 Cái 1 Khuôn mặt trên mặt. Hết giờ. Có phải cái đồ làm tóc không ạ? Cái đồ làm tóc nó có nhiều đồ lắm nha. Là cái lô uốn tóc phải không anh? Mạnh mẽ lên. Lô uốn tóc. Mạnh mẽ lên. Lô uốn tóc.